Cây hoa anh đào có trồng được ở Việt Nam không? Cây hoa anh đào trồng ở Việt Nam có cho hoa không? Vâng, hôm nay nhà vườn Đạt Trung sẽ giải đáp thắc mắc đấy. Cây hoa anh đào trồng được ở Việt Nam và cho hoa. Điển hình đấy là hoa anh đào trồng ở Điện Biên và Hải Phòng. Cùng theo chân nhà vườn Đạt Trung tìm hiểu cây hoa anh đào nhé. Là loài hoa biểu trưng cho đất nước Nhật Bản, vậy nhưng đã nhiều năm nay cứ mỗi độ xuân về thì một đảo nhỏ giữa lòng hồ Pá Khoang, Điện Biên lại rực lên sắc thắm của hàng nghìn cây hoa anh đào đua hoa khoe sắc. Hoa anh đào là cây gỗ lâu năm có chiều cao từ 5 đến 25 mét. Lá của cây hoa anh đào màu xanh sẫm, có hình bầu dục, rìa hình răng cưa. Cây có rất nhiều hoa. Anh đào nở thành từng chùm hoặc cụm hoa, thường khoảng 3 đến 5 bông trên một chùm. Hoa anh đào nở từng chùm vô cùng rực rỡ, giống như hình ảnh đoàn kết, kiên cường, bất khuất, hết mình vì tổ quốc của dân tộc. Không những vậy, hoa anh đào còn đại diện cho sự thanh cao, khiêm nhường và nhẫn nhịn của con người. Hiện tại nhà vườn Đạt Nhung đang cung cấp giống cây hoa anh đào, cây hạt cao từ 80 phân đến 1 mét. Cây giống nhỏ sau 2 năm trồng đã cho những bông hoa đầu tiên. Cứ vào khoảng từ cuối tháng 12 của năm trước đến hết tháng 1 của năm sau, theo dương lịch, cả đảo hoa thay cho mình tấm áo mới. Những cây anh đào chút hết lá, bung mình khoe sắc với những bông hoa rực hồng, sẵn sàng chào đón một mùa xuân mới. Bác nào mê sắc hồng của hoa anh đào thì trồng ngay mấy cây cho vườn nhà mình nhé. Liên hệ ngay với nhà vườn Đạt Nhung, số điện thoại và địa chỉ mình để ở trên bài đăng.